một pha đưa bóng vào không tốt. Trước đó thì Sarabia cũng đã không thể kiểm tỏa được Dango, nhưng đây là cơ hội dành cho Wolverhampton rất thoáng. Kalajic 2-1 dành cho Wolverhampton, đó là Sasa Kalajic. Kalajic được đưa vào sân với mục đích như vậy để kiếm về 3 điểm cho Wolverhampton. Đã có mặt rất đúng chỗ để nhận đường chuyền. Chính anh, chính Kalajic là người đã cướp trái bóng đó từ chân của Philip Billing. Đó là dấu ấn của cầu thủ được đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Và rất có thể là anh đã ghi bàn thắng để định đoạt kết quả, định đoạt thắng bại của trận đấu này. Với rất nhiều với 16 bàn thua. Doku, cơ hội, dứt điểm. Bàn thắng đến rất sớm với các cầu thủ Man City. Đó là Julian Alvarez. Bàn thua đến ở cánh phải, nơi có sự xuất hiện của James Milner. Nhưng đây là một tình huống mà một người khác, không phải là James Milner, đã bị vượt qua. Bàn thua đã tới rất nhanh. Pascal Gross đã không thể theo kịp những bước chạy của Jeremy Doku. Quá nhanh. Cú đá của Julian Alvarez. Murphy, Trippier đang tăng tốc. Điểm 10 cho pha phối hợp chất lượng của Newcastle với người kết thúc là số 10 Anthony Gordon. Một bàn thắng điểm 10 theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã lấy công chuộc lỗi. Murphy đã không thực hiện đường chuyền cho cầu thủ băng lên là Trippier. Thay vào đó anh thực hiện luôn một quả tạt vào trong và gây bất ngờ cho phòng ngự của Crystal Palace. Bóng hướng tới vị trí của Anthony Gordon. Và chàng trai giữ chiếc áo số 10 này đã có một pha dứt điểm điểm 10 để kết thúc pha phối hợp điểm 10 của Newcastle. Đường chuyền rất hay, Mbappé. Bàn thắng quá đẹp, mang một pha phối hợp tuyệt vời của Brentford. Mbappé có đường chuyền một chạm gần như là hoàn hảo với đà bóng vào Wissa. Thêm một tình huống cướp bóng ở ngay bên phần sân của Burnley. Mbappé có một đường chuyền cực kỳ hay. Chúng ta có thể nhìn thấy Mbomo đã quan sát rất nhanh và anh biết được tốc độ của Wissa là như thế nào. Một đường chuyền có thể nói là cực kỳ hiểu ý giữa Mbomo và Wissa. Bukayo Saka. William! Wow! Hai đều cho Arsenal và đó là Leandro Trossard. Khi mà huấn luyện viên Pochettino vừa thực hiện quyền thay đổi người để làm dày thêm đội hình phòng ngự của mình thì đó lại là lúc mà đội chủ nhà để lộ nhiều khoảng trống ở phía sau lưng hàng thủ. Cầu thủ tấn công người Bỉ đã băng xuống mà không ai theo kèm. Vào đấu này Nottingham Forest dẫn trước 2-0 và cũng để gỡ hòa hai đều. Bây giờ đến lượt Chelsea. Hãy cùng xem lại pha dàn xếp này. Bukayo Saka đã được tạo ra một khoảng trống vừa đủ. Madueke mới vào sân. Anh đã không áp sát đủ quyết liệt. Còn Leandro Trossard đủ nhanh, đủ nhạy cảm.